càng muốn thoái lui, bà Trương Thị Mai càng bị đẩy lên đỉnh quyền lực, cơ hội hay ác mộng. Bà Trương Thị Mai là người trưởng thành từ cán bộ đoàn, mà thông thường những người trưởng thành từ đội đoàn là những người được người khác nâng đỡ, ít có cơ hội tạo dựng vây cánh vững mạnh cho mình. Ông Võ Văn Thưởng cũng đi lên từ cán bộ đoàn, mặc dù ông lên được đến chức chủ tịch nước, nhưng vây cánh của ông không mạnh. Bà Trương Thị Mai bắt đầu nổi lên từ khi tham gia vào ban bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng nhiệm kỳ 2016-2021 với chức trưởng ban dân vận trung ương. Đến đại hội 13, bà được ông Trọng tín nhiệm giao cho chức trưởng ban tổ chức trung ương mà ông Phạm Minh Chính đã để lại. Thông tin cho biết đã hai lần bà Trương Thị Mai đòi rút lui. Bà Mai được ông Tổng tín nhiệm không phải vì bà giỏi giang hơn, được việc hơn người khác, mà vì bà được đánh giá là trong sạch và dễ bảo, phù hợp với các tiêu chí mà ông Tổng đưa ra đã được luật hóa. Chính vì thế, sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa, ông Võ Văn Thưởng được đẩy lên làm chủ tịch nước, thì ông Trọng giao luôn trọng trách thường trực ban bí thư cho bà Mai. Từ đó, bà Mai kiêm luôn hai chức vụ. Cũng chính vì thế mà bà Trương Thị Mai đã tiến thân thần tốc, trong bối cảnh Bộ Chính trị gục ngã như ngả dạ. Điều đáng nói là những kẻ bị gục ngã là những nhân vật được cho là cứng cựa hơn bà trên chính trường. Bà liên tục bị đẩy lên những nấc thang quyền lực cao hơn ngay giữa cơn bão siêu mạnh trên chính trường Việt Nam. Tại cuộc họp bất thường của Bộ Chính trị hồi trung tuần tháng 3 vừa qua, bà Trương Thị Mai đã một lần xin nghỉ hưu nhưng không được ông Trọng của Bộ Chính trị chấp nhận. Có lẽ sau khi Võ Văn Thưởng ngã ngựa và Tô Lâm tạo phản, ông Trọng cần bà Mai ở lại để ít nhất giữ ghế không cho phe Tô Lâm nhảy vào tranh đoạt. Lúc đó Tô Lâm đang đòi ghế trưởng ban tổ chức trung ương cho ông Nguyễn Duy Ngọc. Sự nghiệp chính trị của bà Mai được xem như là phép màu giữa bão tố chính trường mà bà lại cứ thăng tiến vù vù. Mặc dù thế, và lực của bà được xem là yếu nhất trong số 5 nhân vật chủ chốt. Ban đầu là ghế trưởng ban tổ chức trung ương, sau đó bà kiêm luôn ghế thường trực ban bí thư. Trong 3 năm, bà lên 2 chức, một tốc độ tiến thân rất thần tốc. Chưa dừng ở đó, theo nguồn tin mà Thời báo .d nhận được, tại kỳ họp bất thường của Bộ Chính trị vào ngày 25 tháng 4, một lần nữa bà Mai được giới thiệu vào ghế Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, bà Mai đã không muốn nhận chức này và nguồn tin cho biết thêm bà dọa sẽ nộp đơn từ chức. Như vậy, rõ ràng bà Mai không muốn tiến thân, bà chỉ muốn thoái lui giữa cơn sóng cồn, nhưng thời thế lại cứ đẩy bà lên cao. Hiện tượng kỳ quái này đúng là chỉ có thể xảy ra trong thể chế độc tài, độc đảng như tại Việt Nam. Ông Trọng đang rất cần bà Mai vì nhân sự thượng tầng đang thiếu hụt nghiêm trọng. Bà Mai thật sự muốn thoái lui, có lẽ vì bà ngửi thấy mùi sát khí nặng nề trong Bộ Chính trị. Bởi chưa bao giờ Tô Lâm lại mạnh tay, bất chấp và manh động như lúc này. Nếu cường độ của cuộc đấu đá cứ đẩy lên, thì không loại trừ khả năng các đồng chí trong đảng lại dùng những thủ đoạn thâm hiểm nhất, đấy là thuốc nhau. Liệu rằng một người hiền lành như bà Mai có chịu nổi cảnh tranh đấu khốc liệt như thế này hay không? Dù trên bàn cân bà Mai không gặp nguy hiểm nhiều bằng các vị lãnh đạo khác, bởi cả hai phe đều thấy an tâm hơn với bà, vì bà không tranh quyền đoạt vị, không phải là mối nguy với họ. Nhưng dù sao giữa một rừng gươm giáo đang quay cuồng đâm chém loạn xạ, thì ai dám đảm bảo bà không bị tai bay vạ gió. Đến lúc đó cơ hội biến thành ác mộng. Bà Trương Thị Mai đang ở vào thế kẹt, muốn rút lui cũng không được, mà các bên càng chiến nhau dữ dội, bà lại càng bị đẩy lên cao hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin càng muốn thoái lui, bà Trương Thị Mai càng bị đẩy lên đỉnh cao quyền lực, cơ hội hay ác mộng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Tô đại náo cung đình, Quốc hội chưa quyết được nhân sự cho hai trụ trống. Như vậy là cuộc họp bất thường lần thứ 7 của Quốc hội khóa 15 đã diễn ra, nhưng chỉ giải quyết việc miễn nhiệm các chức vụ của ông Vương Đình Huệ, chứ không bầu bán nhân sự cho hai vị trí mới của tứ trụ đã bị rụng.
Trong vòng hơn một tháng qua, số lượng tứ trụ dụng quá nhiều, gây rất sốc trong Đảng Cộng sản và người dân bàn tán xôn xao. Ông Trần Thanh Mẫn được phân công tạm quyền điều hành Quốc hội thay cho Chủ tịch Vương Đình Huệ phải từ chức. Đây là điều tất yếu bởi ông Trần Thanh Mẫn là Phó Chủ tịch Thường trực của Quốc hội. Theo luật, ông là người tạm quyền khi vắng Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội không bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Điều đó có nghĩa là Hội nghị Trung ương bất thường lần thứ 7 vừa qua chưa quyết được ai chám vào hai vị trí này. Trước Hội nghị Trung ương bất thường một ngày là cuộc họp Bộ Chính trị, lúc đó thông tin rò rỉ là Bộ Chính trị quyết định ông Trần Thanh Mẫn ngồi vào vị trí Chủ tịch nước và bà Trương Thị Mai ngồi vào ghế Chủ tịch Quốc hội. Thực tế hôm nay cho thấy cuộc đấu đá ở Bộ Chính trị vẫn đang bất phân thắng bại và Hội nghị Trung ương bất thường sau đó cũng chưa thể quyết định được vấn đề về nhân sự. Do đó Quốc hội chưa có gì để mà gặt bởi cái gọi là Quốc hội của chế độ này chỉ là bù nhìn. Tô Lâm vừa đốn trụ, vừa gây khó khăn cho việc chọn người chám vào trụ trống, vừa cản trở việc bầu bổ sung cho Bộ Chính trị. Nhân sự Bộ Chính trị đang khủng hoảng rất nghiêm trọng. Trước đây, ông Trọng đã ra tay mạnh khiến cho nhiều ủy viên Bộ Chính trị rơi rụng. Đến lượt Tô Lâm sau khi tạo phản, ông còn đánh mạnh hơn cả Tổng Bí thư. Theo thông lệ bình thường, khi Bộ Chính trị thiếu hụt nhân sự thì sẽ tổ chức bầu bổ sung, nhưng đến nay, dù Bộ Chính trị đã khiếm khuyết đến 5 trên tổng số 18 người mà vẫn không bầu bổ sung được vào người nào. Nguyên nhân cũng vì các phe giành suất bầu bổ sung cho phe của mình. Tứ trụ hao hụt một nửa, Bộ Chính trị hao gần 1/3, trong khi đó nhân sự đang chờ để được thay thế không thiếu, nhưng vẫn không có ai được chọn cả. Nguyên nhân là do Tô Lâm đại náo cung đình, các ghế, các vị trí từ tứ trụ đến Bộ Chính trị và cả Trung ương Đảng đều bị Tô Lâm làm khó và ngăn cản. Vì ông Tô Lâm muốn nhóm Hưng Yên của ông phải có phần trong nhóm được bầu bổ sung. Hiện nay có khả năng ông Tô Lâm sẽ tiếp tục cho đốn thêm ủy viên Bộ Chính trị. Bất kỳ ai, bất kỳ phe nào có nguy cơ đe dọa sức mạnh chính trị của phe Hưng Yên đều là đối tượng bị Tô Lâm nhắm vào. Tô Lâm hiện nay có rất nhiều kẻ thù, ngoài nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh thì còn có nhóm Ninh Bình, cũng là một nhóm địa phương rất mạnh. Nhóm Ninh Bình hiện nay có một ủy viên Bộ Chính trị và 6 ủy viên Trung ương Đảng. So với nhóm Hưng Yên của Tô Lâm thì nhóm Ninh Bình nhiều hơn một ủy viên Trung ương. Nhóm Ninh Bình trước đây do ông Trần Đại Quang cầm đầu và có nhiều ân oán giang hồ với Tô Lâm ở Bộ Công an. Nếu ông Trần Quốc Tỏ được Tập Cận Bình chiếu cố và vào được Bộ Chính trị, thì lúc đó sức mạnh của nhóm Ninh Bình sẽ nhân lên gấp bội, đe dọa nhóm Hưng Yên của Tô Lâm ngay trong Bộ Chính trị và trong cả Bộ Công an. Nếu ông Trần Quốc Tỏ vào Bộ Chính trị, thì phe Hưng Yên của Tô Lâm sẽ không còn được bình yên nữa. Việc loại bỏ ông Tổng Trọng ra khỏi ngai vàng đang là thách thức vô cùng lớn với Tô Lâm. Điều đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang nắm Bộ Quốc phòng. Về mặt đảng, chỉ cần ông Trọng bắt tay Phan Văn Giang thì Tô Lâm hết cửa. Hiện nay Phan Văn Giang đang ngồi im quan sát, chưa biết ý ông như thế nào. Tuy nhiên để khắc chế được sức mạnh súng đạn thì chỉ có thể là súng đạn mạnh hơn mà thôi. Nếu Phan Văn Giang chịu ra mặt, ưu thế của Tô Lâm sẽ không còn như trước được nữa. Khả năng không đốn được Tổng Trọng lúc này, nhưng Tô Lâm sẽ cho đốn bất kỳ thế lực nào được cho là vây cánh của ông Tổng Bí thư. Cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu Phan Văn Giang ngả về phe Tổng Trọng. Nếu Phan Văn Giang công khai ủng hộ ông Tổng thì việc chạm trán với Tô Lâm là điều khó tránh khỏi. Nếu Tô Lâm cho đốn loạn xạ ở Bộ Chính trị và cản trở việc bầu bổ sung, rất có thể sẽ tới lúc Phan Văn Giang phải lên tiếng. Lúc đó triều đình của Đảng Cộng sản sẽ có phim hay để phục vụ cho toàn dân cùng xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô đại náo cung đình, Quốc hội chưa quyết được nhân sự cho hai trụ trống. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.